trong tầm giá khoảng 7 triệu thì Zetech DX265 xứng đáng là con Android Box ngon, bổ rẻ và cực kỳ nuột nà. Mời anh em chúng ta cùng trải nghiệm trên chiếc Kia Seltos nhé. Thiết kế thì đơn giản như này thôi, vẫn đủ sang trọng. Cấu hình nhá, quá đủ dùng luôn. Chip Qualcomm 8 nhân 1.8, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, có sẵn SIM cho anh em thoải mái vivu data cả năm trời. Còn đây chính là giao diện. Đẹp còn hơn cả Apple. Anh em thấy thế nào? Có đầy đủ hết Google Chrome này, CH Play này. Có Kiki này, có Vietmap dẫn đường S1 bản quyền này, có YouTube không quảng cáo. Bây giờ chúng ta cùng trải nghiệm thực tế nhé. Tất cả thao tác sẽ bằng giọng nói. Mở video Quang Lê. Anh em thấy nhận diện này. Quá tuyệt vời. Dẫn đường đến 214 Trần Duy Hưng. Cực kỳ chuẩn xác. Vẫn có Google Map dẫn đường. Và song song với đó chúng ta vẫn có thể nghe YouTube. Rất là đơn giản. Đúng là chúng ta chỉ cần một thiết bị nhỏ gọn như này thôi, là hoàn toàn có thể biến một chiếc màn hình zin theo xe thành màn Android, mà không cần phải thay thế, lắp đặt bất kỳ cái gì. Cắm là ăn.